Đây, tay của con không có gì cả. Ok. Rồi, đây, con lấy trong không khí một đồng xu. Đâu đưa con đây, coi, kiểm tra coi. Đây, một kiểm tra. Đây. Đây, không có gì cả. Mình để đây. Đây, con có những lá Uno gồm 4 màu và số khác nhau như thế này. Ok, rồi con gom lại. Bây giờ ông hãy rút một tấm đi. Rồi, đây. Một tấm thôi ha. Dạ, một tấm. Tấm. Đây, tấm nào cũng được. Rồi, tấm này tấm số 7. Rồi, số 7, máy đưa máy quay xem này. Rồi, bây giờ hãy đưa con. Rồi, mọi người có thể thấy là trên cuốn tập này con vẽ những ô vuông và số khác nhau như thế này, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vì ông chọn ngay tấm số 7 nên con sẽ để ngay ô số 7. Đây, con để đồng xu lên. Rồi, tay của con chẳng có gì cả. Con ấp xuống. Và 1, 2, 3. Yeah, biết thằng hình dễ. Lại kiểm tra. Yeah, coi có không? Lật qua không có gì cả. Rồi lật ở dưới lên xem có gì không. Không có. Hay ha. The same old story, but not just one story. And all I know